Hôm trước thì chúng ta đã trao đổi về các cái vấn đề liên quan tới style như là Paragraph Style hoặc là Character Style. Cái cách tạo ra các Paragraph Style hoặc là Character Style thì nó sẽ giúp cho chúng ta giải quyết được cái vấn đề trình bày rất là nhanh và nó sẽ đồng bộ ở trong một cái ấn phẩm. Và cái việc tạo ra các cái Paragraph Style đó thì nó sẽ giúp cho chúng ta là tránh được rất là nhiều nhầm lẫn, sai sót trong quá trình mà làm. Tại vì là khi mà chúng ta format một cái đoạn văn bản, chúng ta format một cái tiêu đề vân vân, thì những cái thao tác đó đôi khi là nó phải chọn rất là nhiều thông số, ví dụ như là phông chữ này, rồi size này, rồi màu sắc này, rồi kiểu nghiêng hay bôn này, rồi gióng hàng trái hay phải này, vân vân, rất nhiều thứ. Và chỉ cần chúng ta nhầm lẫn một chút thôi thì nó sẽ dẫn tới là cái định dạng mong muốn của chúng ta là nó sai sót. Do đó thì khi mà chúng ta đã tạo ra một cái Paragraph Style hoặc là Character Style thì cái format, cái định dạng lúc này nó trở nên rất là đơn giản. Mình chỉ cần là đặt cái trò chuột vào, mình nhất chọn một cái là có thể là format đúng chuẩn luôn, không cần phải bấm chọn sổ danh sách ra rất nhiều nữa. Và ngoài cái việc là giúp chúng ta xử lý mọi thứ tương đối là nhanh, gọn và chính xác như thế, thì cái việc sử dụng Paragraph Style nó còn giúp cho chúng ta giải quyết được một vấn đề rất là đau đầu nếu mà chúng ta làm thủ công. Đấy là tạo ra một cái mục lục cho một cái ấn phẩm dài. Một cái ấn phẩm mà độ khoảng 1-20 trang thì cái việc mà chúng ta rà soát và chúng ta tạo ra một cái mục lục nó rất là đơn giản. Tại vì là nó ngắn thôi, mình có thể là rà soát từng trang, mình sẽ nốt lại xem là cái mục A nó nằm ở trang nào, mục B nó nằm ở trang nào, thì nó tương đối đơn giản. Nhưng mà một cái tài liệu mà dài trang hơn nữa thì đấy là một cái vấn đề rất là đau đầu. Đấy, chữ thì nhiều, trang thì nhiều, và chúng ta tìm ra được đúng một cái phần nào đó chính xác mà không bỏ sót là chúng ta đọc rất là nhiều và rất là căng thẳng, nếu không là sẽ sai sót. Thế nhưng mà đối với chương trình dạng InDesign này chẳng hạn, thì để tạo ra một cái mục lục nó lại là hết sức đơn giản. Chúng ta thì phải đọc, chúng ta thì phải kiểm tra, nhưng mà đối với chương trình thì nó lại làm việc theo một cách hết sức là đơn giản. Nó không cần biết là dài bao nhiêu trang, nó không cần biết nội dung là cái gì, nó không cần biết tiêu đề nói về vấn đề gì, nó tìm một cách cực kỳ đơn giản là nó soát một lượt thật nhanh từ đầu đến cuối ấn phẩm. Và nó chỉ việc tìm là gì? Nó chỉ việc tìm có đúng một cái thôi, đó là dấu vết của các Paragraph Style nằm ở đâu thì nó nốt lại cho chúng ta. Đây, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm thử một cái quyển sách dài, sau đó thì chúng ta đánh dấu các chương, các đề mục, và chúng ta sẽ thử nghiệm xem là làm cái mục lục này như thế nào nhé. File này, place này, bây giờ chúng ta sẽ tìm tới cái tệp tài liệu dài một tí. Sau khi có tài liệu rồi, chúng ta sẽ đổ vào theo cách gọi là làm sách. Đấy, ví dụ chúng ta làm một cuốn sách rất là dài, giữ ship này, đổ này. Ok, vậy là sau khi mà chúng ta đổ thì chúng ta sẽ có tương đối nhiều trang, ở đây là độ khoảng 21 trang. Nếu như bây giờ chúng ta tạo ra một số các Paragraph Style để chúng ta format, chúng ta tạo ra một số các cái tiêu đề, đề mục, ví dụ như chương này, mục lớn này, mục nhỏ ở trong cuốn sách, ví dụ thế. Ví dụ này, bây giờ đây gọi là chương đi. Chương thì tôi format nó lớn một tí, ví dụ size là 14. Bold. Ví dụ này. Đây gọi là chương nhé, hay là chúng ta ghi là chương 1, đúng không ạ? Ghi hẳn vào đây chương 1 cho nó phân biệt. ra chương 1. Sau đó thì tôi có thể tôi sẽ làm thêm một mục nữa, đúng không? Mục 1. Ví dụ mục này thì đơn giản là size nó lớn hơn một tí thôi, ví dụ 12 thôi, cũng buông đi. Đây, nếu thế ta này cho lớn hơn tí, cho 18 đi. Đây, đây là cái phần đầu tiên. Sau đó thì trong một chương tôi sẽ làm tiếp tục một vài cái tiêu đề nữa, các cái mục con ở trong chương. Thế nhưng mà trước khi mà làm như thế này thì chúng ta sẽ xây dựng cái paragraph style trước. Đó, đầu tiên là quay trở về với lại cái này này, đúng không? Tôi sẽ bôi đen cái này và tôi sẽ mở bảng type, chọn gì đấy, paragraph style. Đầu tiên thì tôi sẽ tạo ra một cái mới và cái này tôi sẽ đặt tên cho nó là gì đấy, chương. Ok, xong, tôi có một cái mục gọi là chương. Bây giờ tạo tiếp cái thứ hai, cái này nó sẽ tên là mục. Đó, ok, vậy là tôi có hai thứ. Sau khi mà có hai cái này thì tôi sẽ làm việc tiếp với các trang tiếp theo. Ở trong một quyển sách thì nó sẽ có nhiều chương khác nhau và trong một chương thì có nhiều mục khác nhau. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ xử lý để tạo ra một số các cái mục và cái chương như thế. Thế thì để chọn thì chúng ta chỉ việc là gì đấy, đặt trỏ chuột vào cái phần mà chúng ta cần, đúng không? Sau đó thì chúng ta bấm vào cái đề mục đó, đúng không? Tương tự như thế thì chúng ta chỉ cần đấy, rất là dễ, đúng không? Các bạn thấy là chúng ta chỉ việc là đặt trỏ chuột vào thôi, không cần bôi đen, tự động nó nhận diện rất tốt và nó format luôn cho cái đoạn đó. Tiếp nữa thì chúng ta sẽ làm thêm chương 2, đúng không? Ví dụ chương 2, chương, đây sẽ là mục. Đó, tiếp nữa sẽ thỉnh thoảng lại làm thêm một mục nữa. Mục. Đó. Sau nữa thì chúng ta lại làm thêm một chương tiếp. Chương, mục, mục. Tiếp theo lại có một cái là chương. Tiếp tục chương, mục. Đấy, bây giờ tạm thời chúng ta làm một số cái như thế này. Thế thì bây giờ các bạn sẽ thấy rằng một cái quyển như thế này, tất nhiên là nếu mà chúng ta ngắn ngắn độ khoảng 20 trang như thế này, tất nhiên là chúng ta hoàn toàn có thể là ngồi dò ra và chúng ta nốt lại. Thế nhưng mà nó sẽ có một cái vấn đề mà các bạn cũng chưa hình dung. Tất cả mọi thứ này thì làm trên máy thì cũng không phải là cái gì nó ghê gớm lắm, nhưng mà đấy là làm trên máy thôi, còn trong thực tế nó phát sinh ra thành cái gì. Một quyển sách thì cái quy trình xuất bản của nó như thế nào, bao nhiêu người tham gia, chúng ta là cái người đóng vai trò gì ở trong cái công đoạn đó. Thế chúng ta là người dàn dựng ra nội dung thì là nhà xuất bản hoặc là cái người đặt hàng người ta đưa. Thế nhưng mà sách thì thông thường là làm ra, dàn ra xong thì đã xong chưa? Chưa xong, vẫn lại còn kiểm tra rất là nhiều, ít nhất là ở chính tả. Sau đấy thì có thể là còn biên tập, người ta lại xem lại thêm một lần nữa. Đấy, xem như thế là đã ổn thỏa hay chưa, còn lỗi gì hay không, cần phải biên tập lại hay không, thêm cái gì, bớt cái gì. Thế thì nếu như mà mọi chuyện mà làm hoàn hảo theo đúng cái quy trình ấy thì cái đoạn mà chúng ta làm xong in ra bản bông cuối cùng chỉ để soát lỗi chính tả thôi. Đấy, xem còn lỗi gì hay không. Chứ còn nếu mà mọi chuyện làm mà không theo quy trình mà làm theo kiểu cuốn chiếu thì đôi khi chúng ta làm ra xong thì lúc ấy mới lại đến việc của biên tập, người ta xem lại, có thể là thêm một đoạn vào, có thể cắt bớt đi. Và khi mà chúng ta thêm một bớt như thế thì cái nội dung nó sẽ trượt từ trang nọ sang trang kia. Thế cho nên là cái việc mà ngồi và tẩn mẩn đi tìm xem là ghi chú nốt vào xem là cái chương này nó nằm ở trang mấy, cái mục kia nó nằm ở trang mấy, đôi khi nó sẽ lại còn lệch đi thêm nữa cơ. Thế do đó thì nếu mà làm mà thủ công ấy, bất cứ một sự thay đổi nào nó cũng đều dẫn tới cái việc mà rà soát lại rất là mệt. Đấy là lý do mà chúng ta sẽ phải tận dụng cái sức mạnh của chương trình để mà chúng ta tạo ra cái mục lục làm tự động. Thế thì để làm như thế này thì chúng ta sẽ xem cái cách làm. Đó, bây giờ tôi sẽ lưu cái bài này lại. Sau khi mà chúng ta dàn xong thì bây giờ chúng ta sẽ làm như thế nào, dùng chức năng gì của InDesign để tạo ra cái mục lục một cách tự động. Thế đây, các bạn quan sát cách làm. Để mà sử dụng chức năng tự động tạo ra cái danh mục hay là cái mục lục thì chúng ta sẽ vào menu layout. Ở trong menu layout thì các bạn tìm tới phần lệnh là table of content, sau đó thì nhấn chọn, nó sẽ hiện ra một bảng cùng tên. Trong đó thì nó sẽ có hai phần, một phần là ở bên phải là chứa những cái paragraph style hiện có ở trong tài liệu của chúng ta. Một cái tài liệu thì có thể có rất là nhiều paragraph style được sử dụng trong cái quá trình mà dàn dựng tài liệu đó. Tuy nhiên là để mà chúng ta làm cái mục lục thì chúng ta lại không cần nhiều đến thế, chúng ta chỉ cần lọc ra những cái nào quan trọng nhất thôi. Ví dụ như một quyển sách thì nó sẽ có chương là cái lớn nhất đó, sau đó là các mục con ở trong các chương, có thể mục lớn, có thể mục con đấy, hoặc cũng có thể là đôi khi người ta cũng chỉ đơn giản là tôi cần là cái chương mấy nằm ở đâu thôi. Thế thì để làm cái mục lục đến đâu, đấy, bao nhiêu cấp, kỹ đến đâu thì chúng ta sẽ hoàn toàn dựa trên cái việc dò theo dấu vết của các paragraph style đã áp dụng cho các tiêu đề hoặc là các đề mục. Do đó thì chúng ta sẽ lần lượt chọn những cái mà chúng ta cần. Ví dụ bắt đầu từ chương, sau đó chúng ta sẽ nhấn nút S này để chúng ta đưa cái paragraph style mẫu từ cái khung phía bên phải sang khung bên trái. Thế thì chúng ta cần hai cái thôi. Ví dụ trong một quyển sách thì lớn nhất là chương và sau đó là các mục con ở trong đó, thì chúng ta sẽ chọn tiếp cái mục đưa tiếp sang. Cấp độ thì nó cũng phân ra rất rõ, đúng không? Các bạn nhìn thấy là cái thằng nào mà được chọn đầu tiên nó sẽ là thằng lớn và nằm sát lề bên trái, thằng nhỏ hơn thì bắt đầu thụt lề vào một tí tẹo. Và sau khi mà chúng ta chọn xong những thứ mà chúng ta cần thì chúng ta sẽ nhấp nút OK. Ở đây thì cái title này thì các bạn có thể là để nguyên dạng của nó, hoặc là các bạn có thể đặt lại, sửa lại. Ví dụ như là đây là tiếng Anh thì nó để là content thế này, còn nếu mà chúng ta thì chúng ta sẽ ghi chú lại là ở đây là mục lục đó. Ví dụ này, còn thích sửa ở đây thì sửa, không thì vào cái thực tế thì chúng ta sửa sau. Sau đó thì nhấp OK. Thế thì cái chúng ta nhận được là cái gì? Ở đây thì nó sẽ có cái nhắc nhở này. Đấy, do you want to table content. Tại vì đây nó sẽ phát hiện ra lỗi. Lỗi là gì? Lỗi là Overset Text, tức là cái text của chúng ta là không đủ chỗ. Các bạn kiểm tra lại một chút. Đó. Thì ở trong InDesign thì nó cung cấp cho chúng ta những cái chức năng kiểm soát rất là tốt để giúp chúng ta là làm việc và tập trung vào trong cái thao tác của mình thôi, và không phải nấm nớp là kiểm tra suốt ngày, soi xem là nó có phát sinh lỗi hay không, mà ở đây thì nó sẽ tự quản lý rất là tốt cho chúng ta. Các bạn chỉ cần để ý giúp tôi là trong cái quá trình mà làm ấy thì thỉnh thoảng nhìn vào cái khu này xem là đèn xanh hay đèn đỏ. Đấy, đèn đỏ là phát sinh lỗi rồi, còn đèn xanh thì cứ vô tư mà làm đi. Đấy. Tất nhiên là nó không soát lỗi chính tả, nhưng mà ít nhất là nó sẽ cho chúng ta biết là những cái vấn đề gì chính thức nó là lỗi về mặt kỹ thuật. Đấy, và chúng ta chỉ cần kiểm soát cái này thôi. Thế thì muốn kiểm soát xem cái này nó là cái lỗi gì thì các bạn nhấp đúp vào cái phần báo lỗi này, sau đó thì nó sẽ thông báo ở đây lỗi thuộc về cái gì. Đấy, ví dụ ở đây là text đó, và nó thông báo tiếp là overset text, tức là bị tràn cái hộp chứa không đủ chỗ. Sau đó thì nó sẽ thông báo cho chúng ta là ở đây nó phát sinh ở trang nào. Cái này là một cái công cụ rất là lợi hại và chúng ta sẽ dựa vào nó rất là nhiều trong cái quá trình làm việc, bất kể là các bạn làm tài liệu dạng gì. Đấy, nhưng mà nó kiểm soát rất tốt thay chúng ta cái chuyện này, thì nó thông báo luôn là cái này nó nằm ở trang 21. Nhấp đúp thì nó sẽ chỉ cho chúng ta tới cái vị trí. Và đây chúng ta thấy là Overset Text, tức là cái khung này là đang thiếu chỗ, do đó thì có một số chữ bị mất, không hiển thị được. Bây giờ chúng ta sẽ bổ sung thêm. Đó. Ví dụ thế, sau đó thì chúng ta sẽ lấy cái nội dung tràn chỗ này, chúng ta đưa nốt sang cái trang sau đó. Đến đây thì OK, các bạn nhìn sau khi mà tôi đổ chữ xong thì lập tức cái đèn nó báo về trạng thái là đèn xanh, tức là không còn lỗi nữa, lỗi đã được khắc phục. Bây giờ thì chúng ta lại quay trở lại cái lệnh vừa rồi, layout mục này, đúng không? Chương này, OK. Bây giờ đánh dấu OK. Sau khi mà làm xong thì nó gần như là trả kết quả ngay lập tức cho chúng ta là các cái mục lục này nó nằm ở đâu. Bây giờ việc của chúng ta chỉ đơn giản là đổi cái nội dung đó. Tại sao nó lại tìm nhanh thế? Tại vì thực ra là nó không đọc giống như chúng ta. Đó, chúng ta là phải đọc xem là chương 1 nó tên là gì, chương 2 nó tên là gì, phải đọc thì mới biết là đến đâu thì hết bài, đến đâu thì hết mục. Thế nhưng mà đối với InDesign thì nó bỏ qua tất cả những cái kiểu làm việc của con người như thế, mà nó chỉ dò dấu vết thôi. Mà nó dò cái gì? Nó dò theo dấu vết ở trang nào có chứa cái format kiểu chương, ở đoạn nào thì chứa cái format dạng mục. Nó tìm rất nhanh, chỉ mất chưa đầy 1 giây là nó đã soát hết cả cái tài liệu của chúng ta, mà nó chỉ ra dấu vết là những cái đoạn nào được đánh dấu theo format Paragraph Style là chương, cái đoạn nào là đánh dấu là mục thì nó liệt kê ngay lập tức ra cho chúng ta. Việc của chúng ta bây giờ rất là đơn giản, là chúng ta chỉ còn có một thao tác thôi, đúng không? Format lại cho nó ổn thỏa, tại vì nó lấy ngay chính cái format của cái paragraph style của những cái mục đó. Do đó thì bây giờ chúng ta cũng cần phải định nghĩa lại một tí. Ví dụ như là tôi đặt lại cái này đó. Sau đó thì thiết lập lại một chút. Và bây giờ chúng ta nên giải quyết thêm một chút như thế này nữa. Đó. Trong trường hợp này thì nên để justify cho nó căng hết ra. Đấy, việc của chúng ta bây giờ chỉ còn có một trụ thế này thôi. Dò tìm thì nó dò cho chúng ta xong rồi. Bây giờ việc của chúng ta chỉ là format, định nghĩa lại với cái này. Đấy, rất nhanh, nó xử lý luôn cho chúng ta. Mục nào, chương nào, nằm ở đâu, trang mấy, trang mấy. Thế nếu mà trong trường hợp mà chúng ta làm chuẩn rồi thì chúng ta làm cái mục lục này thì rất là nhanh. Còn nếu như mà bị sửa thì sao? Bị sửa có thể là thêm hàng, bớt hàng, thêm nội dung, và do đó thì có thể nội dung đáng nhẽ ra cái chương 2. Đây chúng ta xem thử cái chương 2 nó sẽ nằm ở đây. Nó nằm ở trang nào chẳng hạn, thì bây giờ nó lại tự nhiên là nó bị trượt đi. Đấy, nó bị trượt đi sang những khác. Thế thì bây giờ chúng ta xử lý như thế nào? Cái này chúng ta có thể cập nhật lại như sau. Này, hồi thì thôi nhé, mục thì thôi. Bây giờ chúng ta cứ tìm cái chương này đã, xem cái đoạn nào là chương. Ví dụ đây là chương 1 này. Đây bây giờ xử lý lại nhé. Bây giờ đây là chương 2 này. Tiếp tục tìm chương 3 này. Ví dụ thế, bây giờ tôi lại gia giảm thêm một vài đoạn để xem nó lệch sang trang khác như thế nào nhé. Sau khi mà tôi biên tập lại, tôi thêm nội dung, tôi bớt nội dung thì rõ ràng một vài mục nào đó nó sẽ trượt ra khỏi cái phạm vi gốc của nó. Và bây giờ chúng ta sẽ lại thấy nó lại báo tiếp gì đấy là error, tại vì bây giờ bổ sung mà. Biên tập xong người ta sẽ bổ sung nội dung, cắt bớt nội dung, có thể rút lên trên hoặc là đẩy xuống dưới. Và do đó những cái mục lục mà chúng ta đã làm, chúng ta đã soát thì nó sẽ không còn nằm ở vị trí gốc của nó nữa, nó bị trượt đi so với lại ban đầu. Thế những trường hợp như thế này thì chúng ta cũng lại phải kiểm soát lại. Đó, ví dụ Trong trường hợp này thì chúng ta thấy là cái phần mục lục này nằm ở đây, nhưng mà rõ ràng thằng này là thiếu chỗ. Bây giờ mình lại phải xử lý thêm. Thứ nhất là chèn thêm trang, thứ hai là nhắc cổ thằng này đường dưới mục nằm ở dưới cùng đó. Sau đó thì chúng ta lại giải phóng chỗ cho cái text mà bị thiếu do cái quá trình mà chúng ta đưa thêm vào. Ok, đến đây xong rồi thì bây giờ chúng ta check lại xem là cái nội dung này nó sẽ chạy đi đâu và nó như thế nào nhé. Lại vào layout này, lại vào lệnh đúng y xì như thế, và bây giờ nó có thêm một cái lệnh gì đây ạ, replace existing table content, cho phép là chèn thay những cái gì mà thay đổi ở trong nội dung. Nhấp ok đi, chúng ta sẽ có cái gì đây, lập tức nó cập nhật lại. Ví dụ như vừa nãy tôi vẫn để ở cái dạng ví dụ đó, nó vẫn để cái text theo cái dạng gọi là lorem ipsum. Nên là bây giờ thì ở trong cái phần này thì các chương tôi đã format lại theo cái kiểu tiếng Việt rồi, nó rõ ràng hơn để cho nó nhìn thấy. Thì các bạn nhìn thấy là các cái mục lục này bây giờ nó đã chạy theo cái gì nhỉ? Nó đã chạy theo các cái số trang mới. Đấy. Do là chúng ta biên tập lại, chúng ta thêm nội dung vào, chúng ta bớt nội dung đi, thì cái tài liệu này nó đã thay đổi một số mục nào đó, nó thay đổi số trang, và cái việc mà nhận biết này nó làm cũng rất là nhanh. Sau đó thì nó lại ghi đè một cái bản khác lên cho chúng ta. Với cách như thế này thì chúng ta không có lo rằng là biên tập người ta thay đổi nội dung ABC ở đấy, nó làm lệch cái số trang ban đầu chúng ta dự tính đi, thì sẽ phải chỉnh sửa hoặc tìm như thế nào. Thì đối với InDesign nó chỉ là chuyện mũi, 1 giây đồng hồ là nó sẽ tìm ra tất cả những cái sự khác biệt đó, và nó sẽ đưa lại cho chúng ta cái kết quả mới để cho chúng ta có thể cập nhật cái nội dung vào trong cái mục lục mới cho chúng ta. Đấy, việc còn lại thì format lại một chút thôi. Thế thì đến đây thì chúng ta thấy là Paragraph Style hoặc là Character Style thì không những là nó giúp chúng ta format các thứ rất là nhanh, mà nó còn giúp chúng ta là thiết lập cái mục lục cũng rất là chuẩn xác và rất là tiện dụng. Thế ngoài cái này ra thì khi mà đang nói về sách như thế này thì tôi cũng lại nói luôn là cái cách làm việc của InDesign nói riêng, hoặc là các cái chương trình mà dàn trang nói chung. Đấy. Và ảnh sẽ xử lý khác biệt nhau như nào ở trong những cái ấn phẩm dạng khác nhau. Chúng ta có thể làm cái gì với lại những cái tài liệu dàn trang này? Tôi có thể làm một quyển tạp chí này, tôi có thể làm báo này, tôi có thể làm sách này, tôi có thể làm catalog này, tôi có thể làm kỷ yếu này. Nói tóm lại tất cả những cái dạng gì mà tài liệu nhiều trang, in hai mặt là đều có thể làm. Nhưng rõ ràng là cái cách thức làm việc của từng dạng tài liệu đó nó có những đặc điểm rất khác nhau. Ví dụ như là báo hoặc tạp chí thì như hôm trước tôi đã giới thiệu sơ bộ rồi, đó là gì? Một bài báo được quy định là nằm ở trang mấy, nằm khoảng nào ở trong cái mặt báo đấy. Ví dụ báo nó chia ra là một cái mặt như thế, nó sẽ chia ra là mấy khu vực, đúng không? Trên, dưới, trái, phải. Đấy, ví dụ như thế thì người ta sẽ quy định là bài này nó sẽ nằm ở khu bên nào. Đấy. Thế còn cái tạp chí thì nó không phân chia theo cái kiểu phân ra là khu nào trên một cái mặt báo như thế, mà nó lại phân chia ra là một bài này nó sẽ được phép nằm từ trang mấy đến trang mấy. Đấy, thì nó sẽ chiếm dụng 1 trang, 2 trang, 3 trang đó, đôi khi là trang lẻ là 1 trang rưỡi, 2 trang rưỡi, 3 trang rưỡi gì đó. Thế còn những cái phần mà đất còn lại sẽ dành cho những cái bài khác ghép vào. Tuy nhiên là do cái tính chất phân vùng thì các bạn sẽ thấy rằng là cái ảnh minh họa cho cái tạp chí hoặc là báo thì nó lại đưa vào theo một cách khác, còn sách thì nó lại phải đưa vào theo một cách khác. Đây chúng ta xem thử nhé. Ví dụ tôi trình bày một cái bài, chúng ta trình bày một cái bài ở trong một cái trang, tạm gọi là trang tạp chí đi. Đó. Ví dụ bây giờ tôi phân lại cái này, ví dụ 3 cột cách 5, ví dụ như này. Bây giờ tôi nhập nội dung vào đây, đầu tiên là đổ tách để lấy cái diện tích tách xem nó chiếm đến đâu. Đó, sau đó thì chúng ta sẽ ngắt ra cái tiêu đề bài. Cắt hẳn nhé. Đó, sau đó thì vẽ ra một hộp mới, dán cái nội dung đó vào. Sau đó thì chọn hộp này, Ctrl Shift này, sử dụng cái dấu là lớn hơn hoặc nhỏ hơn để tăng hay giảm cái tham số độ lớn nhỏ cho cái tiêu đề bài. Kiểm tra thêm một vấn đề nữa, ví dụ như là cái paragraph, xem là cái hyphenate này nó đã đánh dấu chưa. Nếu mà đánh dấu bỏ nó đi. Đó, sau đó thì chúng ta mới điều chỉnh tiếp. Đây, tiêu đề bài. Sau đó thì chúng ta mới làm tiếp những cái gì nào? Đặt tiêu đề vào nhé. Đuổi chữ nhé. Đặt ảnh nhé. Ví dụ lấy một ảnh. Cắt cúp. Và chúng ta sẽ cũng sử dụng cái ảnh này, chúng ta đuổi chữ ra khỏi cái phạm vi của cái ảnh đó nằm. Điều chỉnh thêm bớt thì chúng ta sẽ vào cái text wrap này. Chúng ta đuổi chữ ra nhiều hay ít. Ví dụ này. Đây. Chúng ta có thể xem một cách sơ bộ nó sẽ làm như thế này. Đây, ví dụ một cái bài như thế này. Tại sao chúng ta làm như thế này? Ví dụ như là bây giờ tôi đặt cái ảnh này sang bất cứ cái vị trí mới nào, đó, thì nó sẽ tự di dịch cái chữ. Tức là ở đây nó có một cái vấn đề là cái bài này, ví dụ tôi quy định là một trang, nó sẽ chỉ nằm trong một trang thôi, nó sẽ không lệch đi trang khác. Đấy, kiểu gì nó cũng sẽ nằm ở trong một trang, và tôi có thể di dịch cái ảnh ở bất cứ đâu. Và cái ảnh bây giờ đang được đặt theo cái cách là gì đây ạ? Trôi nổi ở trong phạm vi được quy định đó. Thế thì cái báo hoặc là tạp chí nó đều dạng như thế này, tại vì cái chỗ của nó đã được xác định tương đối là chính xác rồi. Đấy, chỉ có điều là bây giờ chữ to chữ nhỏ, ảnh càng to càng nhỏ thôi, ảnh dịch từ cột nọ sang cột kia, từ trang nọ sang trang kia, nhưng mà nói tóm lại là nó vẫn nằm trong cái phạm vi được quy định của bài đấy. Không có cái chuyện là bây giờ cái ảnh nó lại nhảy sang một bài khác. Thế nhưng mà đối với sách ấy, thì chúng ta lại không làm như thế này được. Sách thì không được phép là để cái ảnh theo cái kiểu trôi nổi như thế này, vì lý do là sách có thể là sẽ có biên tập, sẽ có cắt ngắn bớt đi, sẽ đưa thêm vào, và trong các cái dạng như thế. Và đôi khi lại còn có cái chuyện là người ta yêu cầu là bây giờ tôi muốn là thay đổi size, thay đổi phông chữ nó to hay bé thêm một tí. Thế thì cái kiểu mà để ảnh trôi nổi này thì nó sẽ dẫn tới một vấn đề cực kỳ nguy hiểm. Và bây giờ chúng ta cùng nhau xem nhé. Chúng ta chèn thử một số các ảnh vào đây. Plus. Lấy ảnh đi. Ví dụ một này, thế bây giờ cái ảnh này thì chúng ta đưa vào đây thì nó sẽ như thế nào? Nếu mà làm theo cái kiểu như cái quyển tạp chí vừa rồi ấy, thì tôi thả ảnh vào đây và các bạn thấy là đây, chúng ta đặt thử cái nội dung vào đây, tôi sửa rồi chữ tiếng Việt một tí trông cho nó dễ hình dung nhé. Sẽ thấy rằng ví dụ sau khi tôi đặt cái ảnh vào đây, nó nằm dưới cái dòng chữ là kỹ năng cần thiết này, tức là ví dụ như thế. Đây là cái dạng là vừa mới trình bày và tôi đang áng chừng như thế, nhưng bây giờ do yêu cầu của khách hàng hay do yêu cầu của ai đó chẳng hạn, cắt bớt đi một đoạn hay là thêm vào một đoạn. Tôi lấy ví dụ cắt bớt đi một đoạn nhé. Sau khi biên tập viên người ta đọc bài, người ta bảo là cái đoạn này thừa, hoàn toàn có thể biên tập cắt bớt đi, nhưng nội dung nó vẫn giữ nguyên như thế. Ok, delete, xóa đi. Vậy thì cái chữ các kỹ năng cần thiết này chạy lui lên đây, ảnh này vẫn nằm ở trang này. Ok, như thế này vẫn tạm đúng không? Như này vẫn tạm. Nhưng nếu như bây giờ người ta mà lại yêu cầu là thêm vào thì sao? Thêm vào, bổ sung thêm một đoạn nội dung nữa. Thì lúc này sẽ dẫn tới cái vấn đề là cái ảnh này nó nằm ở trong cái mục này cơ, đúng không? Nó minh họa cho cái mục này là cái mục các kỹ năng cần thiết. Thế nhưng các bạn thấy rằng là khi mà người ta biên tập, người ta lại thêm nội dung vào, text trượt từ cột nọ sang cột kia, hoặc là text trượt từ trang nọ sang trang kia. Rõ ràng là cái tiêu đề của một mục nào đó nó bị di dịch đến vị trí khác rồi, nhưng cái ảnh minh họa thì nó vẫn nằm ở vị trí cũ, nó không chạy theo. Cho nên là cách làm việc với lại sách, với tạp chí hoặc là báo nó hoàn toàn khác nhau ở chỗ đấy. Riêng với sách, do cái quá trình mà làm việc nó có thể biên tập lại rất là nhiều, hoặc là thay đổi co chữ, sai chữ vân vân, nó sẽ dẫn tới là cái thao tác chúng ta không thể nào mà làm thả ảnh theo kiểu trôi nổi trên mặt trang giống như là cái tạp chí được. Tạp chí co duỗi thế nào thì nó nằm ở trong trang và nó vẫn nằm ở đúng trang đấy thôi. Đấy, lệch ít lệch nhiều thì nó cũng vẫn chấp nhận được, nhưng mà rõ ràng rằng là sách thì không làm như thế. Sách cực kỳ nguy hiểm nếu như chúng ta thả cái ảnh theo kiểu text wrap mà trôi nổi trên xong tự đẩy chữ ra, thì trò đấy là trò nguy hiểm. Chúng ta không được phép làm như thế, mà chúng ta sẽ phải lấy nó ra ngoài. Đấy, không text wrap gì hết, các bạn cắt hẳn nó đi cho tôi. Sau đó ví dụ như là nó nằm ở ngay dưới cái mục nào đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ giải quyết là theo cái cách là gì đây ạ? Dán vào đó. Đặt trỏ chuột vào vị trí, sau đó thì chúng ta sẽ Ctrl V dán cái ảnh vào, hoặc là chúng ta làm ngay từ đầu là đặt trỏ chuột vào đâu, chúng ta ra lệnh place ảnh vào đó, rồi sau đó thì chúng ta sẽ hiệu chỉnh. Nó to quá thì co nó lại, nhỏ hơn thì tăng ra. Đấy, đại thể là như thế. Thì bây giờ với cái cách như thế này, mình có thể là đấy nhá, tôi cắt bớt nội dung đi này, ví dụ này đó. thì ảnh nó cũng vẫn chạy như thế này, đúng không? Tôi dán thêm nội dung vào này thì ảnh nó cũng vẫn cứ luôn là đi bám theo cái phần tiêu đề này. Đấy. Thêm vào cũng được, bớt đi cũng được, nó vẫn luôn nằm ở cái vị trí mà dính dáng tới bài viết, đúng ở vị trí minh họa cần thiết của nó. Nó không bị theo cái kiểu gọi là nội dung trượt đi nhưng ảnh vẫn nằm nguyên tại chỗ. Thì đấy là cái điểm rất khác mà khi mà các bạn đụng vào, các bạn làm sách là cần phải để ý. Ví dụ đây nhá, chúng ta thay đổi chẳng hạn như là ở đây mọi người là đang format đó. Bây giờ size này đang là 10,5. Đấy, nhà xuất bản bảo bé, cần phải cho to lên, cho thành 11, 12 gì đó, ví dụ như thế. Thế bây giờ tôi lại phải làm lại một cái gì đây nhỉ, một cái thao tác ví dụ 12 nhé. Ok rồi, sau đó thì lại phải mở cái bảng Paragraph Style ra. Đó, và bây giờ tôi sẽ xử lý lại cái này, hoặc là cái định dạng đang được nhúng thế này, hoặc là tôi sẽ tạo ra mới. Tốt nhất là những cái đoạn bình thường mà nó đang được đánh dấu là normal web này chẳng hạn, thì bây giờ tôi nhập đúp vào đây, tôi rename cho nó đi, ví dụ nội dung, tôi đặt tên cho nó là nội dung. Đó, rồi tôi kiểm tra lại một số thứ đây, ví dụ 12 thì ra này. Ok xong, bây giờ thì những cái thằng nào mà nó thuộc về cái mảng gọi là nội dung thì nó sẽ bị chạy theo cái đó. Hoặc không thì chúng ta có thể làm theo một cái cách khác, làm thay thế hoàn toàn. Cái này thì nó sẽ hơi mất thì giờ một tí, tại vì nó cần phải xác nhận lại. Tuy nhiên là bây giờ mình làm một cái mới đi, mình làm một cái mới, sau đó thì mình xóa cái cũ đi. Nó sẽ có một cái câu hỏi đưa ra cho chúng ta là thế này. Cái này là tên bây giờ tôi mới xóa cái thằng nội dung này đi nhá, xem cái thằng nào thuộc về dạng nội dung này nó sẽ hỏi. Đấy, nếu mà xóa cái thằng nội dung này đi, xóa một trong các paragraph style đã được xây dựng, đã được áp dụng đi, thì nó sẽ hỏi lại một cái điều là nếu mà xóa cái này đi thì những cái đoạn mà đã được áp dụng cái paragraph style này thì bây giờ nó sẽ thành cái gì, nó có được áp dụng paragraph style khác hay không. Đấy, mình sẽ chỉ định cho nó ví dụ như là một cái dạng khác chẳng hạn. Thì sau khi mà xóa bỏ tất cả những cái paragraph style cũ đi, nó sẽ chuyển nó ra, coi như là bán khách hàng luôn này, sang nhà quản lý khác. Và như vậy thì mình muốn thay nhanh toàn bộ thì mình sẽ làm theo kiểu đó. Một cái dạng nào đó mà đã được format trước rồi, bây giờ muốn thay toàn bộ đi thì bây giờ cách thay nhanh nhất là như thế. Thế thì nó thêm bớt các thứ, thì bây giờ các bạn sẽ thấy là mình xử lý nó sẽ nhanh hơn, và nó sẽ dù nó có dịch lên hay dịch xuống gì đó thì nó cũng không thành vấn đề. Ảnh của mình nào đã được định vị tại cái điểm nhấp chuột rồi thì nó sẽ đảm bảo cho chúng ta cái thao tác là nó không bị trượt đi chỗ khác. Luôn là nội dung và ảnh nó đi cùng nhau. Thế một vấn đề nữa, bây giờ chúng ta cũng xem thêm như thế này. Chúng ta có thể làm quen thêm một vài cái công cụ nữa ở trong cái quá trình mà làm bài như sau. Các bạn hoặc là có thể chọn một cái đối tượng nào đó rồi các bạn đánh dấu vào Text Wrap, đuổi chữ đi, hoặc không. Đấy. Thế nhưng mà chúng ta cũng có thể là xử lý nhanh như thế này. Ở trong cái hộp công cụ nó có một cái công cụ rất là đặc biệt của thằng InDesign, nó cho phép chúng ta là format định dạng nhanh. Nó gọi là công cụ Gap Tool. Công cụ Gap Tool này nó sẽ giúp chúng ta giải quyết mấy cái thứ như thế này. Bấm chọn công cụ này, sau đó các bạn có thể là đặt lên trên đỉnh này, các bạn có thể đặt xuống cái đáy này, các bạn có thể đặt vào lề phải hoặc lề trái. Thế cái này nó giúp chúng ta giải quyết cái gì? Ví dụ muốn hiệu chỉnh một cái gì đó mang tính chất là đột biến này, thì mình có thể là giải quyết luôn như thế này. Bấm vào đây, ví dụ đẩy, đẩy xuống, kéo lên, đẩy vào, tôi có thể định vị những cái cột mà nó không bằng nhau. Đó, định vị những cột không bằng nhau theo kiểu này, mở rộng lề nào đó, đúng không? Chừa thêm nhiều chỗ ở dưới hoặc là kéo sâu thêm xuống. Tất cả cái này làm với một thao tác là kéo Gap Tool nó thôi. Hoặc là đôi khi chúng ta có thể định vị lại như này. Ví dụ như là tôi muốn co duỗi, thay đổi cái khoảng cách giữa các cột như thế này, thì các bạn đặt gì đấy, đặt trỏ chuột vào khoảng giữa các cột, sau đó các bạn kéo, thì nó sẽ cho tùy biến so với lại cái cách làm lúc đầu tiên, cái lúc định vị đầu tiên. Chứ còn kéo nó rất là khó. Có kéo được không? Kéo được, nhưng mà kéo này rất là khó. Cái thứ hai nữa là những cái thứ này nó mang tính chất thử nghiệm. Nếu như bây giờ mà mình phá cái cấu trúc cũ đi thì đến lúc mà mình muốn khôi phục lại rất khó. Nhưng mà với cái cách làm như thế này thì chúng ta hoàn toàn có thể là tìm tòi những cái sự khác biệt trong cái trình bày. Nếu không ưng thì hoàn toàn chúng ta vẫn có dấu vết cũ để chúng ta lôi nó về. Tại vì các bạn bảo nếu không kéo thế này tôi có thể định vị được riêng các cột lại hay không? Thực ra định vị vẫn định vị được chứ không phải là không. Đấy. Nhưng mà để mà làm được như thế này thì chúng ta sẽ phải co kéo hiệu chỉnh lại các vị trí các cột mà nó lệch đi rồi, thì đến lúc muốn khắc phục lại rất là khó. Cho nên cách làm này là một cách làm rất là thông minh để mà chúng ta có thể định vị nhanh. Và có một cái cách nữa thì chúng ta cũng có thể làm để cho nó có một cái độ linh hoạt hơn. Cái cột này dù là nội dung nó có dính nhấn nhau, nhưng mà đôi lúc khi mà chúng ta điều chỉnh thì nó lại có những cái thứ mà nó không được như ý hoàn toàn. Thì bây giờ tôi có thể là dùng một cái cách khác như thế này. Thay vì là tôi làm đổ vào từng cột thì tôi có thể là làm theo cách như thế này. Một trang này tôi để một cột thôi. Đấy, tôi chỉ để một cột thôi. Nhưng mà sau đó thì tôi sẽ chia nhỏ, tự chia nhỏ nó ra. Đây này, ở trên này các bạn chọn lấy 10 khung nhé. Để ý lên trên thành option ở phía trên này, nó có một cái trường nó cho phép chúng ta phân cột này, số lượng cột này, 2 cột này, 3 cột này. Cách làm như thế này thì nó sẽ linh hoạt hơn rất là nhiều. Cách làm này thì chúng ta chỉ cần để ý là chừa lề bên trái bao nhiêu, chừa lề bên phải bao nhiêu, trên bao nhiêu, dưới bao nhiêu, theo một cái quy chuẩn chung thôi. Còn một cái bài, ví dụ như là trong cái bài trình bày tạp chí chẳng hạn, không nhất thiết là lúc nào nó cũng là 2 cột hay 3 cột. Có thể tôi sẽ tìm tòi những cái phương pháp trình bày khác, 4 cột, 5 cột, 1 cột, ví dụ như thế. Thì để mà giải quyết cái vấn đề này thì rõ ràng là muốn mà chia như thế thì chúng ta cứ phải làm gì nhỉ? hiệu chỉnh ở trong cái phần layout này, lại phải vào margin and column, chia lại các cột, sau đó thì lại co kéo. Cách làm đó thì mất rất nhiều thời giờ, nhưng với cách làm này thì nó thông minh hơn, có nghĩa là bây giờ tôi chỉ cần đảm bảo rằng text nó luôn luôn nằm ở trong cái phạm vi này thôi. Thế còn tôi chia ra làm 3 cột hay 2 cột hay 4 cột thì tôi sẽ giải quyết một cách thoáng hơn bằng cách tôi để tất cả chỉ là một cột đấy, và sau đó tôi sẽ tự chia nhỏ cột này ra. Đấy, tôi thử bằng cách làm 2 cột bài này, 2 cột trông chưa ổn lắm, vậy thì 3 cột đó, 3 cột chưa ổn lắm, tôi thích chia nữa, tôi chia thành 4 cột. Tức là nó sẽ tạo ra cho chúng ta một cái phương pháp làm việc linh hoạt hơn rất là nhiều. Đấy, muốn trình bày theo style mấy cột là mình sẽ chia luôn nhanh như thế, không phụ thuộc vào các đường gai, đường dẫn của cái phần layout này nữa, margin and column này nữa, mà mình chỉ quan trọng là gì đây, cách lề bao nhiêu, thế thôi, lề trên bao nhiêu, lề dưới bao nhiêu, còn bên trong chia thế nào đó là việc của tôi. Đấy, cách làm như thế nó linh hoạt hơn rất là nhiều. Tất nhiên là khi mà tôi chia như thế này thì các bạn sẽ thấy rằng là một khi mà cột đã chia khác đi thì ảnh cũng sẽ phải cân lại. Đó, quy tắc tôi đã nói với các bạn ngay từ buổi đầu, đấy cũng là gì? Cân chẵn cột, đúng không, đặt ảnh là chẵn cột. Có phải là cái này là cái cứng nhất quyết là phải làm như thế hay không? Thực ra cũng không có cái gì quy định hẳn 100% là ảnh phải nằm ở trong cái số cột chẵn như thế. Bạn thích làm cột này cũng được, về mặt kỹ thuật không hề khó khăn gì cả, nhưng thẩm mỹ thì nó có đẹp hay không là một chuyện. Và thêm một cái vấn đề thứ hai nữa là tại sao người ta lại khuyến cáo nên làm chẵn cột, là vì lý do như sau đây này, các bạn nhìn đây này. Một cái cột được chia ra như thế này thì chúng ta sẽ thấy là nó có tối thiểu là có bao nhiêu từ gì đó, nó tạo thành một cái đoạn văn bản đủ để cho chúng ta đọc, chúng ta nhận diện được một cái nội dung nào đó. Tuy nhiên nếu như mà chúng ta để theo kiểu không chẵn cột, về mặt thao tác không có vấn đề gì hết, nhưng mà đối với người đọc thì có đem lại cho người đọc một cái cảm giác tốt hay không thì không hề tốt tí nào. Vì khi mà cái phần ảnh nó chồm ra đây thì nó chỉ còn lại độ khoảng 1 cho đến 2 từ, đúng không, còn lại chỗ ở trong này. Và cái việc mà ngắn như thế thì cái việc đọc nó sẽ cực kỳ khó khăn. Vài ba chữ tôi đọc xong rồi tôi xuống dòng thì tôi còn nắm được một cái đoạn thông tin nào đó rồi tôi nối tiếp xuống dưới. Nhưng nếu mà bây giờ cứ 1 từ 2 từ lại xuống dòng thì nó sẽ tạo thành một cái cảm giác vô cùng khó chịu khi mà chúng ta đọc. Nó sẽ giật cục. Một vài chữ như thế vẫn chưa đủ một ý, vẫn chưa đủ một tứ gì hết, tôi phải ghép có khi là độ khoảng 3-4 dòng mới được một cái đoạn văn ngắn. Cách đọc như thế rất giật cục, rất khó chịu. Các bạn có ở nhà hay ở chỗ trọ ấy, có hay phải nghe loa phường hay loa xã không? Có đúng không? Có thấy dễ chịu không hay khó chịu? Bình thường. Thực ra thì nó khó chịu ở đây nó có hai vấn đề. Một là người ta đọc những thứ mà mình thực ra là đối với mình là mình không muốn nghe, tại vì chả liên quan đến cả. Nhưng mà đấy chỉ là một phần thôi. Phần lớn hơn các bạn biết là nó gắn tới mấy vấn đề. Một là đấy, liệt kê này, một là nội dung chả liên quan đến tôi cả. Hai là giờ giấc, loa phường nhiều khi nó phát thanh vào những giờ mình không hề muốn nghe thế nào cả. Đấy, có khi banh mắt ra, đêm chúng ta thức, chúng ta làm bài, chúng ta làm cái gì đó rất khuya, sáng sớm vừa mới nằm xuống đường tí tẹo thì nó đã ong ỏng lên rồi. Thì đấy là cái cũng khó chịu về mặt giờ giấc. Nhưng mà cái mà gây khó chịu nhất nó lại là cái kỹ năng phát thanh, chứ nó không phải là cái nội dung nữa. Cái đấy mới là cái làm người ta ghét. Các bạn thấy là ví dụ như phát thanh viên chuẩn ở trên phát thanh viên chuẩn ở trên đài nhé, có thể là radio, có thể là TV, các bạn thấy người ta đọc rất dễ nghe, bất kể là cái nội dung người ta nói về cái vấn đề gì, thì cái kỹ năng phát thanh, giọng đọc vân vân, nó là thứ mà nó làm cho người ta muốn nghe. Đấy, giọng đọc tốt này, kỹ năng phát thanh chuẩn. Thế còn ông loa phường ấy thì ngoài việc là rất to, thứ hai là rất vô duyên về mặt giờ giấc, thứ ba là nội dung đôi khi chả dính dáng đến mình, nhưng cái lớn nhất là cái kỹ năng phát thanh của họ thì tồi vô cùng, hầu hết là không được đào tạo, cứ chọn một ông to mồm ra để đọc thế thôi. Nhưng mà to mồm lại không có kỹ năng thì nó rất là khó chịu ở cái đoạn là dấu chấm, dấu phẩy, chỗ nghỉ, chỗ ngắt là nó cứ vô tội vạ. Đấy, và họ nghỉ theo cái kiểu gì? Họ nghỉ theo cái kiểu là hết hơi thì dừng lại, thở lấy hơi đã xong đọc tiếp. Và như thế đôi khi cái câu cú mà đọc nó sẽ bị ngắt giữa chừng. Đấy, chúng ta đang nghe một cái đoạn này đến đây xong rồi chưa xong đã thấy ông dừng lại để ông hổn hển ông lấy hơi rồi, sau đấy ông mới đọc tiếp. Thì chính cái sự mà ngắt vô tội vạ như thế nó sẽ làm cho người ta cực kỳ khó chịu khi mà nghe. Thế thì cái cách mà chúng ta đọc một cái bài mà nó dính cái ảnh mà nằm không chạm cột nó cũng như thế, tức là đọc một dòng được một từ hai từ chưa thể hiểu được cái gì cả đã xuống dòng rồi, xong rồi đấy lại một hai từ cũng chưa xong lại xuống dòng tiếp, tức là nó ngắt theo cái kiểu này là cũng khó chịu ngang kiểu loa phường. Đấy, không có kỹ năng ngắt vô tội vạ và bắt chúng ta luôn luôn phải đọc dòng trên xong nhớ nó để mà làm sao đây ạ, để mà nối tiếp với dòng dưới để hiểu được một cái ý tưởng của một cái đoạn văn, một câu chữ. Đấy là chính là cái yếu tố mà tại sao lại khuyên với các bạn là không nên để ảnh mà không chẵn cục là vì thế. Đây các bạn nhìn xem, đúng không? Rõ ràng đây, một cái đoạn văn như thế này ít nhất là tôi còn đọc được một cái gì đó, đúng không? Những cái đoạn này cứ một từ lại xuống dòng, một từ lại xuống dòng, nó cứ nhát gừng đó, như kiểu ông nói kiểu như là thiểu năng ấy, mãi mới dặn ra được một từ. Đấy, không diễn đạt được ý mình, vừa nói vừa nghĩ, xong cứ mỗi một dòng lại có một từ, mỗi một dòng lại có hai từ, nó mãi thì mới thành một câu. Đấy là cái lý do mà tại sao chúng ta luôn luôn được khuyến cáo là đấy, làm theo kiểu chẵn cục là vì thế. Đấy, đến bây giờ như thế này thì rõ ràng là tôi có thể đọc được tương đối là rõ ràng một cái nội dung, đúng không? Dòng nào nó cũng đủ vài ba từ, 4 từ, 5 từ gì đó để người ta diễn đạt, nó không bị ngắt vô tội vạ. Thế còn đến đây đã hết vấn đề chưa? Chia cột tự động này, à không phải, chia cột năng động thì đúng không? Đó, có thể tùy ý thử nghiệm các cái phương án là mấy cột đó, một cách rất là thoải mái, không bị phụ thuộc vào cái cột chia sẵn. Rồi nguyên tắc chẵn cột thì nhắc lại, và bây giờ nói thêm một số mẹo nữa. Nếu trong các trường hợp mà các bạn gặp phải những cái trường hợp mà nó chữ nhiều quá thì chúng ta giải quyết như thế nào? Chúng ta giải quyết thì có mấy cách. Đó, một là tôi sẽ sử dụng các cái thủ pháp rất là đơn giản này thôi. Một là tôi co khoảng cách giữa các ký tự lại để nó sẽ giảm thiểu bớt đất đi. Ví dụ bây giờ không phải để bình thường này nữa, tôi co lại ví dụ 25%, tôi rút bớt được một đoạn này. Cái này tôi lại co tiếp 25%, tôi lại rút bớt được một đoạn nữa này. Đấy, một khoảng cách nằm giữa ký tự đó với ký tự kia, một cái khoảng cách đó vô cùng nhỏ, nhưng trong một bài thì nó lại có cực kỳ nhiều khoảng cách đó, cho nên mỗi một thằng mà chỉ cần giảm thiểu đi được vài phần trăm thì nhân lên với toàn bộ số ký tự có ở trong cái bài đó, chúng ta có thể là thu hẹp, chúng ta lấy được thêm rất nhiều chỗ để chúng ta trình bày. Đấy, Tiếp nữa là chúng ta có thể chơi cái trò là gì đấy, giảm khoảng cách hay tăng khoảng cách ở dòng trên với dòng dưới. Đấy. Cool nữa thì làm gì? Cool nữa thì chúng ta có thể là thu hẹp khoảng cách chiều ngang của ký tự, không để 100% nữa, tôi để 99% chẳng hạn, 98% chẳng hạn. Không nên thu nhiều, thu nhiều chữ nó sẽ biến dạng. Nhưng mà một chữ thu được 1-2%, nhưng trong một bài chúng ta có độ khoảng vài trăm chữ đến cả nghìn chữ, thì mỗi chữ thu một vài phần trăm, thế nó cũng tương đương với lại rất là nhiều đất. Đấy là những cái thao tác mà chúng ta có thể sử dụng để mà chúng ta lấy thêm đất để trình bày trong trường hợp mà một cái bài mà nó dài quá. Đấy. Riêng tách đổ vào đã gần chiếm hết chỗ rồi thì không còn chỗ để mà chúng ta làm tiêu đề, không còn chỗ để mà chúng ta làm cái ảnh minh họa nữa. Một cái bài mà đẹp ấy thì nó phải có một tí ảnh minh họa. Đấy. Nhưng mà ảnh minh họa nếu mà bé quá thì nó cũng không làm tròn vai trò của nó. Thế cho nên là ít nhất là trình bày nó cũng phải thế này, một cái ảnh nó cũng cỡ như thế này. Chứ còn ví dụ như là chia làm 3 cột mà ảnh chỉ làm một cột thôi thì nó không thà không có ảnh còn hơn. Ảnh mà làm một cột mà từ chia 3 ra ấy thì nó chỉ là cho tin thôi chứ nó không phải là cho bài. Đấy, tin ngắn, một cái tin ngắn thì đó, trong một cột rất nhiều tin thì có thể là mỗi một cái tin đó đôi khi sẽ được minh họa bằng một cái ảnh bé. Đấy. Chứ còn một bài thì ít nhất cái kích thước của cái ảnh nó cũng phải trông như bây giờ này, tức là nó chiếm khoảng một cột, nếu như bố trí là kiểu hai cột như thế này. Đấy. Còn nếu có 3 cột thì cái bài ảnh to ấy, ở trong bài thì ít nhất nó phải chiếm 2 cột thì nó mới đẹp bài được. Còn nếu mà nó cứ kim thì thà bỏ quách. Đấy. Thế nhưng mà bây giờ lại vừa muốn ảnh to, vừa muốn có tiêu đề, lại vừa muốn là có nhiều chỗ, thì chúng ta có thể giải quyết như vừa nãy bằng mấy cái quy cách là chúng ta giảm thiểu khoảng cách giữa các ký tự này, giảm thiểu khoảng cách giữa các dòng với nhau. Nhưng tất nhiên là phải cố gắng điều tiết làm sao cho vẫn dễ đọc. Díu quá không đọc được thì lúc ấy lại thành dở. Thế và chúng ta sẽ làm thêm một vài cái thủ thuật nữa để mà chúng ta có thể tăng thêm cái diện tích trình bày. Tôi lấy ví dụ như là chúng ta sẽ chơi cái trò là lấn chiếm. Đó, bình thường là nó nằm ở trong bát chữ thôi, kể cả ảnh, kể cả chữ. Nhưng bây giờ tôi sẽ chơi trò lấn chiếm ra ngoài để tôi có thể tận dụng được cái khoảng lưu không, cái khoảng chừa lề của nó. Đây, bây giờ ví dụ thay cái ảnh này đi nhá, chúng ta làm một cái bài trông cho nó màu mè hơn một tí. File này, place, tôi lấy một cái ảnh ở đây. Đây, ví dụ tôi lấy cái ảnh này. Đây, ví dụ đây là một cái bài bình thường, ít nhất cái ảnh nó sẽ phải nằm cỡ như thế này. Thế nhưng mà đến đây tôi lại muốn là ảnh nó vẫn to hơn mà đất trình bày vẫn có, thì bây giờ tôi sẽ chơi cái võ như thế này. Tức là thứ nhất là lấn chiếm để lấy những cái khoảng chừa lề phía trên này. Thứ hai là tôi sẽ chơi cái trò là không để chỗ cho cái tiêu đề ở ngoài nữa. Tôi sẽ chơi trò là giấu tiêu đề, đưa tiêu đề luôn vào ảnh. Thế thì 2 trong 1, như thế là mình sẽ tiết kiệm được chỗ. Lúc này chúng ta sẽ có thể là đưa ảnh lên đây. Đó, sau đó căng ra. Ví dụ như này. Cũng có thể là đặt lên phía trên. Đó. Sau đó thì mới đặt chữ nghĩa vào trong ảnh thế này. đưa nội dung vào trong này. Khi mà nội dung cái tiêu đề các thứ thì chúng ta có thể đặt nó vào đây dạng như thế này. Màu tất nhiên là phải điều chỉnh một tí. Mình sẽ đặt nó vào cái chỗ mà mình cần. Để làm gì? Bình thường thì chữ là nó phải nằm ở trong gì đây nhỉ? Nó phải nằm ở trong cái phạm vi cái hộp này thôi, không được phép lấn ra ngoài. Nhưng mà bây giờ cả chữ này cả ảnh này, khi mà tôi nhét nó vào trong một cái thì có nghĩa là tôi sẽ ăn trộm được bớt một cái không gian. Đấy. Mình lúc này mình sẽ bố trí lại, ví dụ như là cái tiêu đề. Nó vừa có luôn được cái tính chất gì đây nhỉ? Ăn luôn vào với cái dáng của cái khoảng trống, ví dụ như thế. Thế thì bây giờ cùng một cái khoảng như thế này, tôi làm được cả hai việc, cả đặt cả ảnh, cả tiêu đề, thì như thế là tôi sẽ ăn trộm được bớt một ít cái đất để mà tôi trình bày nhiều tách hơn. Thế và chúng ta cũng còn thêm một cái cách như thế này nữa. Tức là làm cho nó vừa có chỗ trình bày này mà nó lại còn có cái đất, gọi là ở trong một trường mực chúng ta sẽ thấy là tạo ra một cái sự gắn kết tốt hơn. Thế đây, InDesign nó cung cấp cho chúng ta một cái phương pháp làm tương đối là đặc biệt như thế này. Tôi có thể căng cả cái ảnh lên nhé, đặt xuống dưới này. Đấy. Bây giờ chúng ta mới xử lý thêm một cái phương án như thế này nữa. Các bạn nhìn nhé, đây nó có một công cụ rất là đặc biệt ở trong này, nó gọi là công cụ Gradient Feather Tool. Công cụ này cho phép chúng ta là can thiệp thao tác trực quan ngay trên cái ảnh hoặc là trên một đối tượng ở trong InDesign, giúp nó làm trong một phần theo cái hướng mà chúng ta cần. Các bạn quan sát, chọn đối tượng nhé. Sau đó tôi mới chọn cái công cụ nó gọi là công cụ Gradient Feather Tool. Các bạn có thể gọi nó bằng phím tắt là Shift G. Sau khi chọn công cụ, chúng ta đưa chuột vào đây và chúng ta kéo trực tiếp ở trên cái đối tượng. Nó sẽ làm cho cái đối tượng của chúng ta nó trở nên là gì đây ạ? Trong. Bằng cách như thế này, tôi có thể để cho cả cái bài hay là cái ảnh này nó lẫn vào với nhau. Lúc này chúng ta sẽ không thấy rõ ràng ranh giới giữa gì nhỉ? Giữa bài và ảnh nữa. Đấy là bây giờ tôi trình bày lại này, ví dụ chia làm 3 cột này. Trong trường hợp này thì không dùng cái bó này được. Trong trường hợp này thì chúng ta lại phải giả nó về một cột rồi, tại vì là nó lựa theo địa hình mà sẽ có cột dài, có cột ngắn. Do đó thì chúng ta lại không làm cái kiểu này được. Đây, chúng ta lại phải xem lại cái trường hợp này, trình bày lại một tí nhé. Đây, đưa về 3 cột này. ví dụ như này. Sau đó thì bắt đầu lấy cột thứ 2, lấy cột thứ 3, ví dụ như thế. Sau đó thì chúng ta mới dựa theo cái những cái hình hài trực tiếp của cái này. Đấy. Tôi sẽ đưa cái nội dung này đến đâu, có cái thì nó ngắn, có cái thì nó dài, ví dụ thế này. Tiêu đề đặt vào, màu thì nên lấy theo cái cách gì đây nhỉ, cho nó có một cái sự liên quan tới bài. Thì chúng ta có thể làm như sau: bôi đen này, lấy luôn cái công cụ, tôi có thể lấy luôn mẫu màu từ bài, từ ảnh để dắt màu. Đấy, ví dụ một dạng như thế này, tức là tôi sẽ phóng lớn cái ảnh lên. Đấy, đặt nó như là một cái vừa là ảnh minh họa vừa là ảnh nền. Nhưng nếu mà làm theo kiểu ảnh nền đơn thuần thì chữ đè lên sẽ rất là dở hơi. Nhưng mà với cách như thế này thì chúng ta lại thấy rằng là nó có một cái gì đó mà nó gắn liền được giữa nội dung và ảnh minh họa, gắn liền được màu sắc ở trong ảnh với lại tiêu đề bài. Nó làm cho mọi thứ có vẻ như là nó thành một hệ thống nhất tốt hơn so với lại cái cách trình bày cổ điển. Đó, cách này hiện đại hơn. Đấy, gắn kết hơn giữa các thành phần với nhau. Và bằng cách như thế này thì chúng ta lại, ảnh thì vẫn to, đúng không? Phần nào chính nhất tôi vẫn giữ được, nhưng mà làm cho mọi thứ nó lẫn vào nhau và nó trở thành một thể. Thay vì để một cái ảnh con thì phương án này lại là một phương án có vẻ là hợp lý hơn và hiện đại hơn rất là nhiều. Thì đấy là cái cách mà chúng ta sẽ dùng trong cái trường hợp mà đất chật người đông, đó, hay là nói tóm là chữ nhiều. Đấy, mà vẫn muốn có ảnh, vẫn muốn có tít bài đầy đủ thì đây là cái phương pháp các bạn nên sử dụng để xử lý vấn đề. Đấy. Thay vì việc là ảnh chiếm chỗ riêng của nó, tít chiếm chỗ riêng của nó, và thằng nào cũng đòi là tôi quan trọng, tôi thành đất, thì bây giờ mình thả hẳn cái ảnh ra đi, căng hơn lớn hẳn ảnh ra, đánh mờ một phần, tất nhiên là giữ cái phần quan trọng nhất. Đấy, làm sao cho nó gắn kết với nhau thành một chỉnh thể luôn như thế này thì các bạn có thể vừa có ảnh to để xem mà lại vừa có đất để trình bày cái phần tích nội dung. Thế thì từ cái này thì chúng ta sẽ lại làm quen thêm một số thứ, ví dụ như là màu như thế nào. Đó, vừa nãy các bạn vừa mới thấy tôi tô màu bằng cách là gì đấy, bôi đen chữ, sau đó là tôi lấy công cụ, lấy mẫu của tôi nhại, tôi đưa luôn vào. Màu như thế đã được chưa? Cách lấy như thế rất là tốt, rất là trực quan, giúp cho chúng ta có thể là lấy được một cái màu hợp lý, có độ tương tác cao với lại cái ảnh, đồng bộ cao với cái ảnh. Tuy nhiên là cái này thì nó sẽ lấy theo cái tính chất màu. Ảnh của chúng ta nếu đang là ảnh RGB thì nó sẽ lấy là màu RGB đấy. Ảnh CMYK thì nó sẽ đo luôn ra là màu CMYK. Do đó thì các bạn cũng cần phải lưu ý một tí, nếu mà chúng ta không kiểm soát tốt cái chế độ màu được sử dụng ở trong ảnh, ở trong bài, thì lúc in ra có thể là nó sai màu. Bây giờ chúng ta lại mở lại cái bảng strategy này ra và chúng ta xem là những cái màu như thế này thì nó đã chuẩn hay chưa. Thực ra thì trong bảng màu strategy nó cung cấp cho chúng ta rất là ít màu, chỉ có một số màu xanh, cyan, đỏ, magenta, vàng, yellow, black và một hai cái màu khác thôi. Về cơ bản đây là những cái màu thuộc về hệ màu in CMYK mà chúng ta đã biết. Tuy nhiên là nó còn có thêm một vài màu nữa mà các bạn nhìn thấy nó cũng thuộc diện là RGB có phân biệt được không? Đây các bạn nhìn lên trên cái bảng này phân biệt được cái màu nào trong hộp này là RGB, cái màu nào là CMYK các bạn. Đây này, một số màu này có nhận được không? Đây này, các bạn nhìn vào đây cho tôi này, nhìn vào cái ô màu nhỏ nhỏ ở phía cuối này này, ô màu này nó có hình vuông, ô nào mà chia ra là 4 góc, mỗi góc một màu thì đấy là cái thằng CMYK, còn thằng nào mà chia ra 3 vạch thì đấy là RGB. Màu RGB thì chắc chắn là in offset là không chuẩn rồi, và trong những trường hợp như thế này thì chúng ta sẽ tìm hiểu xem là convert là như thế nào, rồi đưa một cái màu mới vào như thế nào. Màu này tôi vừa mới lấy từ cái thuyền, muốn sử dụng nó thật sự thì lúc này tôi lại cần phải có một cái giá trị màu như thế này đó. Đấy, muốn đưa một màu vào thì chúng ta phải đo, sau đó thì chúng ta bấm vào cái trang giấy trắng để tạo ra màu mới. Tuy nhiên cũng cần phải hiểu một chút về cách mà làm việc với màu. Thứ nhất là các màu ở trong này thì nó được đặt tên theo tham số màu. Tham số màu thì nó chuẩn xác trong mọi trường hợp. Tôi làm tôi cũng đọc cái tên màu như thế, bạn làm bạn cũng đọc tên màu như thế, dưới nhà in người ta cũng đọc tên màu như thế, chứ còn nói là màu đỏ sáng hay màu đỏ sẫm hay màu đỏ tối rất là khó, tại vì cái sáng hay sẫm hay tối đấy mỗi người quan điểm một khác, mỗi người hiểu nó một khác. Nhưng mà ví dụ như là tham số bao nhiêu phần trăm đỏ, bao nhiêu phần trăm vàng, bao nhiêu phần trăm đen thì ai cũng làm giống như ai. Do đó thì cách đặt tên ở trong màu ở in ấn thì nó ưu tiên đặt theo tham số màu. Bây giờ tôi nhấp đúp vào một cái tên màu và một bảng màu sẽ mở ra. Trong đó các bạn sẽ nhìn ở đây này, nó có một cái trường nó gọi là Name with Color Value, thì nó ưu tiên cái cách như thế này. Hệ màu là gì, tham số màu của từng màu con ở trong này là bao nhiêu thì nó sẽ ghi chú rõ ràng và nó có hiển thị thành tên luôn. Nếu các bạn muốn đặt một cái tên rất là đặc biệt thì các bạn có thể bỏ cái này đi, và lúc này các bạn gõ tên vào. Ví dụ như là làm một cái màu cho một chuyên mục nào đó, ví dụ như các bạn làm một quyển tạp chí hay một quyển kỷ yếu hay một cái gì đó thì nó sẽ có nhiều mục khác nhau, mỗi mục có thể là chúng ta sẽ có một màu đặc trưng. Thế ví dụ như là một tờ báo, một quyển tạp chí nó có những khu vực tin kinh tế, tin xã hội, tin văn hóa, tin thể thao. Đấy, ví dụ như thế thì mình có thể đặt tên màu theo cái chuyên mục thì mình có thể đặt tên như thế. Còn nếu không thì nên luôn luôn để ở nó ở cái trường là Name with Color Value, như thế này thì nó sẽ chính xác. Thế còn khi bạn đo một cái màu, nếu vớ phải một cái màu mà đo lại từ ảnh RGB thì nó sẽ cho các bạn theo tham số RGB thôi. Và trong trường hợp như thế thì muốn xử lý thì các bạn sổ danh sách ra, chọn cho tôi về cái hệ màu mình cần CMYK, nó sẽ tính toán để mà nó đưa ra cái màu sau khi convert thì chuyển hệ thì nó như thế nào. Tuy nhiên lưu ý thêm một vấn đề, đó là các tham số này mình đo ra thì có thể là lẻ đấy, nhưng mà làm in ấn thì sẽ không có các giá trị lẻ ở đâu, không bao giờ có phẩy mấy, tất cả mọi tham số đều tròn. Nếu mà kỹ hơn nữa thì tham số nó sẽ chỉ tuân thủ theo các cái tham số là chẵn theo cái chỉ số là 0 và 5 thôi. Ví dụ 13,63 tôi sẽ làm tròn thành 15, 99 phẩy mấy này tôi sẽ làm tròn thành 100, đúng không? 4,20 mấy này tôi sẽ làm tròn thành 5, ví dụ như thế. Thì các tham số mình sẽ chấp nhận một cái độ lệch nhất định nào đó so với cái màu đo ban đầu. Tất nhiên nó không quá nhiều, nhưng mà từ đó thì chúng ta mới lại thiết lập lại thành những chỉ số chuẩn. Đấy, bao giờ nó cũng đi theo các tham số là thứ nhất là không có lẻ, thứ hai là tuân thủ theo các tham số 0 và 5. Thế và những cái chỗ nào mà vẫn còn RGB thì hãy convert nó sang theo cách vừa rồi để các bạn có thể tạo ra một cái hệ màu mà nó chuẩn theo đúng cái quy chuẩn in ấn. sệt, ví dụ như thế. Thế thì sau khi mà chúng ta đưa được các màu vào rồi thì có cái vấn đề nữa hay không? Ở đây thì chúng ta đã nói đến những cái gì này nào? Paragraph Style chúng ta nói rồi này, Master chúng ta nói rồi này. Bây giờ màu chúng ta cũng vừa đề cập tới. Thì lúc này tôi cũng nói luôn về cách thức áp dụng, cách thức tái sử dụng. Một cuốn sách thì thôi không nói nhé. Sách thì mỗi sách là một cá thể tương đối độc lập với nhau. Quyển sách A bạn làm xong thì có thể nó chả liên quan đến quyển sách B cả. Đấy. Nhưng cũng có thể có liên quan nếu như nó thuộc về dạng cùng thể loại. Thì cái format trình bày ở các cái paragraph style cũng có thể là được sử dụng cho một quyển khác, mặc dù nội dung nó khác. Nhưng mà về master này, về màu này thì đấy là những thứ mà các bạn có thể là sẽ tái sử dụng rất là nhiều đấy. Nhất là trong báo và tạp chí thì cái chuyện mà tái sử dụng đấy là tuyệt đối sử dụng, không phải bàn. Vì nội dung một cái bài thì khác nhau, nội dung một số thì khác nhau, nhưng mà ví dụ như là các cái chuyên mục này, rồi thì các cái cách trình bày ở các cái khu vực của các chuyên mục thì chắc chắn là số nào nó cũng giống số nào. Do đó thì chúng ta sẽ lại nhắc thêm đến một cái cách để mà chúng ta tái sử dụng lại những cái tài nguyên đã có. Tái sử dụng tài nguyên thì bao gồm những cái gì? Trang chủ có thể tái sử dụng, master có thể tái sử dụng, màu sắc có thể tái sử dụng, paragraph style có thể tái sử dụng. Đấy là những thứ mà chúng ta hay sử dụng đi sử dụng lại. Thế thì để sử dụng như thế thì dùng lại thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Bây giờ chúng ta lưu nó lại đã nhé. Đấy. Bây giờ tôi có một cái mẫu mà tôi muốn là áp dụng. Ví dụ một quyển tạp chí. Một quyển tạp chí tôi làm số tháng 10 xong rồi. Thế đến số tháng 11 có phải bây giờ tôi lại mở ra và tôi định nghĩa lại tất cả mọi thứ không? Không phải như thế. Đó. Tại vì là bố cục như thế nào, rồi thì chừa lề như thế nào, rồi sử dụng phông chữ gì, vân vân. Những cái mục đó thì nó sẽ giống như là tháng 10 thôi. Nó chỉ khác về bài. Đấy, và cách trình bày trong từng bài. Nhưng một số thứ rất giống nhau thì thay vì việc là phải ngồi làm lại hết từ đầu thì người ta sẽ làm như sau. Tôi tạo ra một file mới này, một file bất kỳ, đúng không? Ví dụ bây giờ tôi đặt tên nó là cái số 11. Đó, bây giờ sang tháng 11 rồi. Lưu save. Sau đó thì tôi mới gọi lại những cái tài nguyên cũ. Tôi lấy ví dụ như master. Bây giờ chúng ta sẽ mở cái trang page này ra. Ở trong trang page này thì tôi mới sổ cái danh sách, chọn lệnh master page này, chọn master page. Trong master page này thì tôi mới chọn lệnh là load master page. Sau đó nó mới hỏi là lấy ở đâu ra. Bây giờ chúng ta mới chỉ cho nó cái số cũ đã làm. Tôi lấy ví dụ như là lấy luôn cái thằng này nhé, hay là mục lục. Nó sẽ hỏi luôn là replace master page hay là rename. Đó, cho replace luôn, đè luôn lên, thay thế. Nhưng mà cái này đã có chưa? Đó. Bây giờ chúng ta đặt thử một vài cái nhé. Chúng ta đặt thử một vài cái thuộc về trang chủ nhé. Ví dụ như là tôi có một cái màu màu gì đó này. Bên này có màu đỏ này. Bên này có màu xanh này. Ví dụ thế. Rồi ở dưới này tôi có đánh số trang này. insert special like current page. Bên này tôi sẽ cho nó cái số trang đỏ sang bên này, Ctrl Shift R, nó thẳng bên phải. Ok, bây giờ lưu ra đây. Bây giờ chúng ta quay lại nhé. Tháng 11 tôi mới thực hiện lại này. Master load master page, lấy ở cái ví dụ này đúng không, open replace này, để ý nhá. Hiện tại bây giờ cái trang của chúng ta đang như thế này. Bây giờ tôi nhập chọn này, ok này. Đấy, đại loại là nó sẽ đưa vào đúng cái vị trí, đưa vào đúng cái mẫu mà chúng ta đã có. Tất nhiên là khuôn khổ nó phải giống, khuôn khổ phải giống thì nó sẽ định vị đúng chuẩn luôn. Đấy, nó sẽ nằm ở đâu, có cái gì nằm ở đâu. Đấy, đây bây giờ các bạn quan sát vị trí, đánh số trang rồi cái gì nó sẽ nằm đúng như cái trang mẫu bên kia. Tôi sẽ không phải làm lại nữa. Đấy, ví dụ ít nhất là với cái master để bắt đầu bắt tay vào trình bày. Thế xong rồi bắt tay vào trình bày rồi thì bây giờ mình lại gặp phải một cái vấn đề là thế trong cái bài đấy thì tôi lại phải tạo ra các paragraph style để định nghĩa cho các phần nội dung này, rồi tên tác giả này, chú thích này, đề mục lớn, đề mục nhỏ, vân vân, ở trong một cái bài, ở trong cái chuyên mục. Vậy thì bây giờ tôi có thể là tái sử dụng được cái paragraph style đấy không? Một số mục chắc chắn là nó sẽ cực kỳ giống nhau, thì tôi lại có thể làm như sau. Vào trong type, gọi paragraph style. Lúc này tôi lại bấm vào đây, quy tắc vẫn quy tắc cũ. Chọn gì đây ạ? Load paragraph style. Sau đó nó lại hỏi là lấy paragraph style mẫu của thằng nào. Đó, tôi lại lấy thằng ví dụ. Nó mở ra một đây, xin lỗi, thằng này chưa tạo. Bây giờ mình sẽ lấy từ thằng mẫu lục này nhá. Đó, tại vì trong này chúng ta đã tạo ra rất nhiều paragraph style rồi. Đây, muốn lấy cái thằng nào thì các bạn chọn này, đánh dấu vào, đúng không? Sau đó thì các bạn xem ở đây. Đấy, check all thì là nó sẽ chọn hết. Còn đây tôi uncheck all, sau đó tôi đánh dấu vào những cái nào tôi cần thôi. Ok, vậy là lập tức cái này tài liệu mới tinh chưa làm gì, tôi cũng có thể câu những cái paragraph style hoặc character style hoặc bất cứ cái style nào mà chúng ta đã làm ở tài liệu cũ, chúng ta đưa về đây. Vậy thì tôi lại lấy lại được một cái nhé. Thế bây giờ lại xem tiếp này, về đến màu này, một cái bảng màu mới. Thì bây giờ chúng ta chưa có nhiều gì ở đây cả, đúng không? Đây là các màu cơ bản thôi. Bây giờ tôi lại muốn lấy cái màu của cái thằng ví dụ này thì tôi cũng lại làm theo phương pháp đó, cũng lại mở bảng màu này ra, lại load swatches. Đấy, sau đó tôi lại chỉ cho nó là lấy màu ở đâu. Đấy, thì một số màu tôi đã pha, một số màu tôi đã chỉnh, nó lại lập tức xuất hiện ở đây. Như thế là cái tính kế thừa, tính tái sử dụng ở trong những cái tài nguyên mà chúng ta đã làm ở các số trước luôn luôn sẽ được tận dụng để làm việc với những số sau. Đấy, trang chủ tái sử dụng được các style đã áp dụng cho chữ, cho tiêu đề, cho văn bản, tái sử dụng được, và màu sắc cũng tái sử dụng được. Thì đấy là cái cách mà chúng ta sẽ tận dụng những cái tài nguyên đó. Thứ nhất nó vừa nhanh, thứ hai vừa chính xác, thứ ba nữa là đỡ mất thì giờ. Đấy, đảm bảo luôn là không có sai lệch gì trong cái quá trình mà chúng ta làm từ số nọ sang số kia nếu như các bạn làm báo hoặc tạp chí. Thì đấy là một số các cái vấn đề mà chúng ta cần phải nắm được trong cái quá trình mà chúng ta làm việc với lại InDesign. Thế còn một xíu nữa thì nhân đây đang nói về màu thì tôi cũng nói thêm một tí luôn. Màu, một màu thì ok, rất đơn giản rồi đó. Thế còn muốn làm màu chuyển thì có làm được không? Thế đây, tôi muốn tô màu chuyển thế nào. Ví dụ tôi muốn làm một cái nền, đưa vào bấm tô màu chuyển. Đó, thao tác trực tiếp luôn. Công cụ này nó cũng rất trực quan. Muốn tô thẳng, muốn tô ngang, muốn tô dài, muốn tô ngắn thì các bạn có thể tô như thế này. Sau đó thì các bạn sẽ xem cái cách thức mà chúng ta làm nó như thế nào nhé. Đây, mở hộp công cụ ra. Chọn gì đấy nhỉ? Chọn gradient này, mở hộp gradient này. Sau đó thì bây giờ các bạn muốn pha một cái màu nào thì các bạn bấm chọn vào đây, bấm swatches. Kéo một màu các bạn cần. Đấy, kéo thả vào. Đấy, muốn pha màu thế nào thì các bạn kéo trực tiếp như thế này cho tôi. Và từng màu này thì có quyền là gì đấy, gia giảm phần trăm. Đấy, cách chúng ta làm như thế để chúng ta tạo ra những cái màu. Đây, thằng này thì nó rất giống Illustrator, nó chỉ có hai kiểu thôi, tròn và thẳng. Đấy, đảo chiều và góc, để cho chúng ta có thể là thay đổi cái chiều của cái nền tô màu. Khi nào mà chán tô hai màu thì lại chuyển tô một màu. Đấy, còn nếu không thì các bạn có thể là chọn như thế này để các bạn tạo ra những cái bảng tô theo kiểu tô chuyển. Đấy, thì về kỹ năng thì là như thế. Các cái công cụ hoặc là một vài khái niệm chúng ta cần phải nắm thêm một vài cái thế. Bây giờ thì là thử nghiệm thôi, làm thực thì lúc ấy thì chúng ta mới thấy là nó vỡ ra những cái chỗ nào, vấp vào những chỗ nào.